Kể chuyện ma tiếp nè, ai sợ quá thì đừng có nghe, chỉ coi hình làm đồ ăn thôi, tại vì cái món bánh mì sữa chua nướng này ngon nhất nách luôn. Và câu chuyện hôm nay có tên Ăn đồ ở mộ, được gửi bởi bạn Minh Lộc. Đây là câu chuyện do ông của Minh Lộc kể lại. Hồi ông còn nhỏ, kế bên nhà ông có một anh hàng xóm tên là Tịnh. Anh Tịnh không được bình thường, cứ nói năng một mình lảm nhảm như là đang nói chuyện với ai đó. Mà hồi nhỏ anh Tịnh không có bị vậy đâu. Chuyện xảy ra vào một ngày trời mưa, anh Tịnh với mấy đứa bạn thân của ảnh chơi trò thử thách lòng gan dạ ở một cái nghĩa trang gần nhà. Chuyện sẽ không có gì nếu như anh Tịnh không phạm phải điều tối kỵ. Ở trong nghĩa trang đó có một cái ngôi mộ mới của một người vừa mới mất. Anh Tịnh thấy ngôi mộ đó còn sáng nhang đèn và cúng bánh kẹo trái cây. Những ngôi mộ khác thì quá lâu rồi cho nên cũng không có ai đến dọn dẹp cúng kiến gì nữa. Anh Tịnh và các bạn chơi giỡn mà cho nên ngồi nghỉ ngay các ngôi mộ đó. Anh Tịnh mới hỏi khát nước quá, có đứa nào mang nước không? Cả đám không có ai mang nước hết, và thấy ngôi mộ đó có mấy trái quýt cho nên là anh Tịnh tiện tay lấy luôn. Thằng Văn bạn của anh Tịnh mới ngang, không có được vậy đâu, đồ ăn của người chết thì không có được ăn trong khi nhang còn sáng kìa. Anh Tịnh cũng ngang bướng lắm, thôi mệt quá, tao đang khát lắm, ai ngăn được tao cứ ăn nè. Thế là anh Tịnh bóc mấy trái quýt ăn ngon lành, trong khi bọn kia thì nó sợ quá nên nó chỉ nhìn thôi. Đêm hôm đó thì anh Tịnh đau bụng và ói ra những cái thứ đen thù lùi giống như là sình vậy đó. Anh Tịnh bắt đầu coi giật và nói lảm nhảm nên cả nhà sợ quá, đưa vô bệnh viện. Nằm hôn mê 2 ngày thì sau khi tỉnh lại thì anh Tịnh không còn là anh như trước đây nữa. Đôi mắt của anh vô hồn, miệng thì cứ lảm nhảm như đang nói chuyện với ai đó mà mọi người thấy không có ai hết trơn. Nhiều khi người nhà thấy anh hoảng sợ núp một góc và chắp tay xin lỗi tha cho tôi. Kỳ lạ là dù hỏi như thế nào thì anh Tịnh cũng không có thể trả lời như người bình thường được. Anh cứ lảm nhảm nói chuyện một mình và không còn tỉnh táo, cho nên là không thể nào đi học được nữa. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi từ bác sĩ cho đến thầy đồng vẫn không thể nào cứu chữa được. Anh Tịnh sống dở ương cho đến năm 37 tuổi thì anh mất. Trong cái đêm mà anh Tịnh ói ra sừng bùng đó thì gia đình của anh Tịnh có hỏi mấy đứa bạn chơi chung thì tụi nó kể lại mọi việc. Gia đình của anh Tịnh có đến phần mộ đó thắp lại nhang đèn và cúng thêm đồ ăn, nhưng mà anh Tịnh vẫn không được tha thứ.